Ngày 26 tháng 2, đài SBS đã bất ngờ đăng tải một đoạn tin nhắn Kakao Talk giữa Seungri và một nhóm người. Đoạn tin nhắn đó cho thấy Seungri có tham gia trực tiếp vào hoạt động cung cấp dịch vụ mại dâm. Vụ việc xảy ra vào tháng 12 năm 2015. Theo nội dung tin nhắn, em út nhóm Big Bang yêu cầu một nhân viên chuẩn bị hai gái mại dâm để phục vụ một hành khách người Đài Loan. Sau đó, phía YG lẫn Yuri Holding đều lên tiếng bác bỏ thông tin này. YG mô tả những tin nhắn trên đều là bịa đặt, thậm chí khẳng định sẽ có hành động mạnh mẽ với những đối tượng tung tin đồn giả mạo. Phóng viên của SBS khẳng định tin nhắn yêu cầu cung cấp gái mại dâm của Seungri là có thật, thậm chí nhiều từ ngữ trong đó được bỏ bớt vì quá dung tục và nhạy cảm. Cư dân mạng lại chia làm hai phe, một phe tin vào sự việc là có thật, phe còn lại thì không. Chiều ngày 11 tháng 3, Seungri Big Bang đã viết một bức tâm thư tuyên bố giải nghệ sau chuỗi bê bối chấn động. YG sau đó lên tiếng khẳng định rằng đây là quyết định đơn phương của Seungri, nam ca sĩ chưa hề thảo luận với công ty trước đó. Tuy nhiên, theo động thái mới nhất từ nhạc sĩ YGM, Seungri thực chất đã bị đá khỏi công ty, chứ không phải là tình nguyện giải nghệ. Trải qua 13 năm tồn tại, Big Bang là cái tên duy nhất của thần tượng K-pop thế hệ 2 vẫn còn giữ được sức nóng của mình trước làn sóng xâm lăng của lớp thần tượng thế hệ 3. Big Bang đã là một biểu tượng không chỉ của YG mà còn là của cả K-pop và gần như là nhóm nhạc thần tượng đầu tiên phá vỡ hết tất cả những quy tắc của một nhóm nhạc thần tượng. Không cần đến ngoại hình long lanh hay vũ đạo đều tăm tắp, chỉ đơn thuần là âm nhạc cũng đủ để nuôi sống thương hiệu Big Bang.